là được đóng góp bảo tồn cái mảng này, cũng như là để tuyên truyền lưu trữ những cái giá trị văn hóa liên quan đến nghề thuốc, nghề dược học cổ truyền Việt Nam, thì tôi đã đầu tư và xây dựng nó trong vòng hơn 20 năm nay. Sáng tạo để mà phô bày ra được cái vẻ đẹp của cây thuốc Việt Nam chẳng hạn.